Theo phó là lấy nhân ban châu mà đào đi hết rồi sao? Bất đi cứ chỉ thử ca miền cát mà ca đi thì miền lấy bằng chẳng là dương pin nè cái nãy cam ca hầu bay đi cứ thử áp bay nè bà lấy dương vô P60 Pro đi màu xạ tầng tầng lót hay tầng tầng rút hiệp chẳng muốn ăn kia tại nhân ban anh có xa đó từ xa lấy đi rồi cho dương ngặt đòn đằng hà thì xa đó đi chẳng ta thì mưa nào kia không là bạn anh có xa ta hay xa ra đòn đằng cái này xa nhưng phải cú sập chỉ mỗi nó là lâu lai với hai hay nâng đập ấy mới đập ấy chứ một video 4K hơn cái frame zoom nó đập ấy chứ em ok ta chúng ta đập lên ok lại này cái mình chạy tập phí ho còn tất cả không một cái luôn chân phải chia khăn lứa ở đây màu cà rốt muốn cứ cái trái free cái khăn lứa ok là lũ đá ngay trong thôi này cái ngày chưa đây ban lúc vô này đây cái đáy này video HDR có sao đây không con ok giờ chúng ta đón chú nó bay check chẳng những ta lại check ấy hello ê phong là đi xa đó có tôi trong cái đá đem đồ đẹp wow ok bọn con là sát dây dù khơi nhờ đi xem đoàn bà khơi nhờ lưu cục của phong tài chắc thương thôi bà nên mà chọc được ngay đi bà nên mình rút rút lên cục ngay đi ta bà thế ok chụp nia cắt rồi ok con có là lấy dùng tì tăng dương ấy tạm dừng lại riêng bây giờ bà chẳng là tự tiệp nơi khang cái đáy cục này đường cục này chẳng dương nơi bấm đi bây giờ có cái mùi thôi lấy nhóm cái lấy phay bay khu vực nào ngày phay bay và thank you.
Selfie, selfie.
Lại tận đây đấy nhưng mà chuyện lộn chưa anh nói. Thank you.
participated in this event. The Cambodian athlete Bo Sanna won the hearts of the fans, both national and international. Yeah. The only from Tibbs, and sheer determination of nothing. Bo Sanna had displayed the true Olympic spirit. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, this is the trophy awarding ceremony designed specifically to award and recognize the abilities of our most outstanding athletes of the 32nd Southeast Asian Games 2023. It is with great honor to invite Sublet Majestina Devan to present the award to our best athletes. Ladies and gentlemen, Sublet. Hey.
Thank you.
I'm gonna be a little bit.